chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần một buổi chiều vui vẻ. Xuân Mỹ xin chia sẻ video này cũng như các video trước sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến ca sĩ Hồ Văn Cường và những vấn đề khác. Trên màn hình thì Xuân Mỹ sử dụng cái backdrop mà FC làm cái backdrop tổ chức sinh nhật cho Cường mừng tuổi 21 để làm nền cho chiếc video này. Và như thường lệ, nội dung đầu tiên Xuân Mỹ sẽ vào YouTube để tìm kiếm kênh YouTube của Cường nè, bằng cách là mọi người gõ cái thanh tìm kiếm này, cung đàn thương nhớ, đây gõ cung đàn thương nhớ Hồ Văn Cường, và đây ha, cung đàn thương nhớ mình mở lên nó có quảng cáo nha cả nhà. Và cung đàn thương nhớ thì gần 460.000 lượt rồi, 450 mấy, coi như 400, lúc mà Xuân Mỹ up video này nó sẽ là lên 460.000 lượt và có thể hơn, là coi như nó gần tới là 500.000 lượt, là nửa triệu view, và vẫn nằm trong top 4 danh mục âm nhạc thịnh hành. Và theo Xuân Mỹ được biết thì đại gia đình fan của Cường đang kêu gọi nhau là tối nay mời cô ba Sài Gòn về chơi kênh nhà Cường, tiễn cô Tư đi. Thì rất mong là mọi người cùng chung tay ha. Chúng ta nhớ là kênh của Cường đây, kênh của Cường 165.000 người đăng ký ha. Và chúng ta nhớ là Hồ Văn Cường Official viết in đầy đủ dấu có tích xám ha. Rồi đây 165, đây mình vô cung đàn thương nhớ, mình ưu tiên cho bài này ha, để giữ top và tăng view. Đó là kênh YouTube. Bây giờ thì Xuân Mỹ nhắc lại chỗ trang fanpage Hồ Văn Cường fanpage một chút xíu. Đây Hồ Văn Cường fanpage ha, đây là fanpage chính thức của ca sĩ Hồ Văn Cường với cái email là contact.hovancuong@gmail.com. Doanh nghiệp, tổ chức, bầu show, nhạc sĩ, ca sĩ nào muốn trao đổi về âm nhạc với Cường thì gửi mail vô đây, contact.hovancuong@gmail.com. Và chúng ta là fan, chúng ta tương tác với trang fanpage này để chúng ta có thể bình luận những cái nội dung mà Cường up trên đây, ví dụ như cái TikTok Hồ Văn Cường đây, cung đàn thương nhớ, rồi giới thiệu bài cung đàn thương nhớ đây ha, giới thiệu MV mới của mình, rồi đấy, giới thiệu những cái hậu trường, rồi giới thiệu về tập đoàn Nguyễn Hoàng, những thành viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng ha, chương trình ở dưới Gò Công nè, ai muốn xem lại, và những cái show diễn của Cường, sinh nhật của Cường đây, livestream sinh nhật của Cường, rồi những show diễn của Cường ha. Chúng ta tương tác với trang fanpage này để chúng ta xem lại những cái hình ảnh và tương tác bình luận với Cường. Đó là hai cái nền tảng YouTube và nền tảng Facebook của Cường. Bên nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thì để Xuân Mỹ cập nhật coi có gì không. Đây nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng đã cập nhật là top 4 rồi quý vị ơi. Đây ha, 4 rồi, tối nay sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị về số 4 nha. Là tối nay là ảnh sẽ có cái gì về số 4 đây ha. Đó Nguyễn Minh Cường, xem lại cả nhà, nó này nó giống như cái Rio chạy qua cái tin vậy đó, nó gọi là tin nè, chạy rất là nhanh. 4 rồi, top 4 rồi, tối nay sẽ viết nhiều điều thú vị về số 4, xem lại nha. Đó nó chạy qua rất là nhanh ha cả nhà. Đây ha. Ảnh làm cái Rio nè ha, đó mừng quá, cha đẻ tinh thần của cung đàn thương nhớ, tác giả của ca khúc cũng rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà MV đạt top 4 ha. Rồi nhạc sĩ, rồi người thầy âm nhạc, người thầy của Cường cũng up cái bài cung đàn thương nhớ, cái đoạn Cường tập ha. Rồi chỗ anh Sơn để Xuân Mỹ cập nhật coi. Anh Sơn có thông tin gì, anh Sơn Hạ có thông tin gì không? Rồi bây giờ Xuân Mỹ chuyển sang tin Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen thì có thông tin gì? Giới thiệu về ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, ngành hot của những bạn trẻ đam mê ẩm thực. Làm sao đem đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho thực khách? Bí quyết nào để tạo ra những món ăn ngon, trang trí đẹp mắt phù hợp với không gian nhà hàng? Thực sự là một thách thức dành cho các bạn trẻ yêu thích và sự lựa chọn lĩnh vực quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
tại trường Đại học Hoa Sen, ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là một trong những chương trình hàng đầu về chất lượng đào tạo và mô hình thực hành cơ sở vật chất chuẩn năm sao, chương trình đạt chuẩn quốc tế, cập nhật theo xu hướng quốc tế. Các môn chuyên ngành có 60% thời gian thực hành tại phòng trà và tại phòng nhà hàng và nhà bếp chuẩn năm sao, được trang bị kiến thức chuyên môn như hiểu về quy trình chế biến, phối hợp nguyên liệu và trình bày sáng tạo món ăn, học về cách tổ chức các loại tiệc, tổ chức quản lý quầy bar, tìm hiểu cách xây dựng kế hoạch và quy trình nhà hàng, hoạt động học tập sống động như tham quan doanh nghiệp, thuyết trình nhóm, triển lãm, đề án môn học. Sinh viên có năng lực giám sát và quản lý các hoạt động của việc pha chế thức uống, rồi tổ chức các sự kiện liên quan. Bạn được thỏa thích sáng tạo, thử thách mới giới hạn của bản thân, và tại những cái sân chơi, cuộc thi lớn, đình đám xác lập kỷ lục Việt Nam như The Future Chip, một cuộc thi pha chế, cuộc thi về pha chế cocktail bartender. Đây cả nhà, quản trị nhà hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống ha, của Đại học Hoa Sen, một cái ngành cũng tương đối là bài bản. Cái này có thể đi làm tất cả các cái nhà hàng, khách sạn ở trên toàn thế giới nha cả nhà, bởi vì là đạt chuẩn quốc tế nè. Đây nè, chuẩn quốc tế AOQ nè. Bởi vì các bạn được đào tạo song ngữ bằng tiếng Anh, cho nên là có một cái bạn mà hôm bữa Xuân Mỹ đã chia sẻ với cả nhà đó, được qua thực tập ở bên Mỹ và được trả lương 2.000 đô một tháng đó cả nhà. Rồi giờ Xuân Mỹ vào Trang Hồ Văn Cường Thanh Lúc ha. Trang Hồ Văn Cường Thanh Lúc. Cả nhà ơi, cô Vinh nè, bà nội Vinh, Liên Vinh cùng bé Dương Sang, Dương đang xin phép được đón hoàng tử về top 3. Chúc cho nhà xanh chuối cố gắng ăn uống thật nhiều, đảm bảo sức khỏe cày cuốc cho con để lên 3 nhé. Tức là con của cháu của cô Vinh. Cháu của cô Vinh cũng cũng đây. Cô Vinh là một trong là người mà tài trợ xe hôm bữa cho mô đoàn của FC về Gò Công đó cả nhà, có hai bé cháu lên tặng quà và hôn anh Cường đó. Rồi Cường nói là mất đời trai tôi rồi, tại sao hai cô lại làm như vậy đó, rồi các em lên là nhảy lằn lá đó, cho em nhảy lằn lá với đó, là hai bé này đó, thấy cưng quá. Rồi số 4 rồi cả nhà ơi, chúc mừng MV vô top 4 nhé. Và khán giả cũng share tiếp cái short video của thầy Trí nè, tập cái bài đây Xuân Mỹ cho cả nhà nghe âm thanh chút xíu nè. Cái này bên thầy Trí, tập với thầy Trí đó, quay phía sau á cũng độc lạ ha cả nhà, không cần nhìn mặt nhìn nghe giọng thôi là biết idol của ai ha. Làm sao để lòng vơi bớt. Đó ha, chỉ có một đoạn ngắn vậy thôi. Rồi đó là những cái phần mà fan chia sẻ về về bài Cung Đàn Thương Nhớ rất là nhiều. Đây mọi người ơi, gắng nghe bài một tí nữa, tranh thủ nghe để tăng view nha, giữ top nha. Đây rất là nhiều khán giả ha. Top 4. Rồi Xuân Mỹ thấy cũng có khán giả share cái bài báo của Sao Star mà hôm bữa Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe vô đây ha. Rồi đó là thông tin trên trang Hồ Văn Cường Thanh Lớp. Bây giờ Xuân Mỹ cho cả nhà, Xuân Mỹ muốn cả nhà Xuân Mỹ muốn để cái tấm hình này để đây. Xuân Mỹ muốn sử dụng cái tấm hình này với cái bức ảnh đầy cảm xúc của Cường khi cầm micro hát. Để Xuân Mỹ chia sẻ cái câu chuyện này liên quan đến cái Miro. Trưa hôm nay thì Xuân Mỹ có xem cái live của cái chị bên Nhật, cái kênh bên Nhật. Chị ấy là nhắc lại chuyện cái mic, bởi vì cái bạn thầy giáo tự xưng hôm qua đã lên live và cũng nhắc lại chuyện cái mic, và cũng ẩn ý bóng gió rằng chị ấy là có cái ý đồ kêu gọi mọi người đóng góp tặng cái mic để là thâu tóm bạn Cường, để điều khiển bạn Cường. Rồi thứ hai là có cái gian lận trong cái chuyện mua mic, từ cái chuyện đến cửa hàng mua mic, rồi từ cái chuyện mua của hãng nào giá nào gì đó, rồi là tiền bạc tiền nong.
Thì chị ấy hôm nay có vẻ rất là giận dữ và đã đến, Xuân Mỹ thấy là câu chuyện này nó đã đến đỉnh điểm trong cái chuyện là vô căn cứ, những cái lập luận vô căn cứ của bạn thầy giáo tự xưng. Cái chuyện cắm mic Xuân Mỹ nghĩ nó đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ bạn ấy vẫn còn nhắc lại. Thì Xuân Mỹ nghe hôm nay nghe cái chị đó là nói là sẽ đưa ra cơ quan pháp luật. Bây giờ là Xuân Mỹ có cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình như thế này nè cả nhà. Câu chuyện cái mic dựa trên cái sự đóng góp tự nguyện của những người yêu thương Cường, những người yêu thương Cường một nhóm cũng đâu là cả trăm người gì đó, thì mỗi người đóng góp một ít và dựa trên cái sự khảo sát của tập thể. Cái này là qua theo dõi thôi nha, qua theo dõi câu chuyện thì Xuân Mỹ tóm tắt lại như vậy, tức là dựa trên cái sự đồng thuận của nhiều người, nhiều người sẽ cùng chung tay đóng góp để mua cho bạn ca sĩ, tặng bạn ca sĩ một cái mic xịn để bạn ấy đi hát. Nói nôm na là vậy. Và sau một thời gian thì cái nhóm đó là cử cái chị bên Nhật làm đại diện nhận tiền. Và sau cái thời gian nhận tiền thì kết thúc, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc nhận tiền đều có sao kê, và sau đó là có sao kê đóng dấu từ ngân hàng đàng hoàng, và chị ấy đã có công khai, theo Xuân Mỹ biết thôi nha, theo cái quá trình mà theo dõi thì chỉ có công khai trên nhóm mà những cùng với những cái người mua mua đóng góp vô tặng mic đó. Nhưng mà cái bạn thầy giáo tự xưng cũng đã đặt vấn đề rất nhiều lần cái việc tặng mic này, nhưng mà chị bên Nhật đã làm rõ vấn đề tặng mic. Và Xuân Mỹ cũng đã từ cái chuyện đó, bạn này là nhân vật chính, bạn này là người nhận cái mic, thành ra là Xuân Mỹ cũng có đi tìm hiểu, và tìm hiểu ở trên Sài Gòn thì Xuân Mỹ đã có lên video là trả lời một lần với mọi người, là trả lời thông tin. Xuân Mỹ nói là thông tin một lần để cho mọi người biết, hình như là trước Tết, hình như là trước Tết thì Xuân Mỹ cũng có chia sẻ thông tin với mọi người, không biết mọi người còn nhớ cái video đó hay không. Thì Xuân Mỹ đã chia sẻ là theo cái thông tin mà Xuân Mỹ nắm ở trên Sài Gòn là Cường đã sử dụng cái mic đó ở cái phòng tập với cái đội tập văn nghệ của mình. Bởi vì là theo tư vấn của những người chuyên môn bên âm nhạc, người ta nói là cái mic là cái vật dụng đồ dùng điện tử, nếu mà di chuyển tới lui nhiều thì nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng. Rồi thứ nhất, thứ hai là khi mà đến ví dụ chỗ này âm thanh nó hòa hợp thì hát thuận tiện, còn đi ví dụ đến chỗ kia mà âm thanh của cái mic nó không có liên kết được với dàn âm thanh của nơi sở tại chỗ mình hát show thì nó sẽ bị sượng và nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của bạn ấy. Cho nên là người ta tư vấn bạn ấy để cố định một chỗ để tập, bởi vì cái mic này nó đẩy cái tông của cái bạn ấy lên cao, và cái mic này mic xịn, cho nên là bạn ấy có thể tập, hỗ trợ cho bạn ấy tập để là đỡ mệt, tức là nó đỡ sức, nó trợ lực cho bạn ấy tập lúc những, tại vì là cái thời gian tập nó sẽ nhiều hơn cái thời gian hát show. Khi ra show hát 2 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà tập là rất là nhiều buổi, mỗi một buổi cũng 1 2 tiếng đấy, tập ít nhất cũng phải là 2 tuần lễ mới ra show hát được. Thì thành ra là bạn ấy quyết định để ở phòng tập, tập cho tới bây giờ thì như vậy, tức là trước show là sẽ tập. Như vậy là cái mic này có giá trị đối với bạn ấy, chứ không phải là vô giá trị như là cái bạn thầy giáo tự xưng và một vài người theo bạn ấy là cứ suy diễn và lập luận như vậy. Đấy, còn ở trên Sài Gòn là bạn thầy giáo tự xưng có liên lạc với những cái bạn trong FC, những cái bạn trong thành viên FC miền Nam, thì bạn ấy phải hỏi chứ. Bạn ấy cũng có thể hỏi là mấy anh chị có thấy là có biết là Cường có sử dụng cái mic này hay không, bạn ấy có quyền hỏi chứ đúng không, là một người khách quan thôi, bạn ấy có quyền hỏi, nhưng mà bạn ấy không làm việc đó và không biết là có hỏi hay không. Bạn ấy không có chứng minh được là người ta sai chỗ nào, nhưng mà bạn ấy cứ lên live, và hôm nay là theo Xuân Mỹ biết là chị bên Nhật chỉ sẽ quyết định đưa ra cơ quan pháp luật. Mà mọi người biết đưa ra cơ quan pháp luật thì tất cả những ai liên quan đến chuyện quyên góp tiền mua cái mic, từ là những người quyên góp đến những người đặt vấn đề, và kể cả cái bạn thầy giáo tự xưng, bắt buộc phải ra cơ quan pháp luật để đối chất một lần, và cái người mà được nhận cái mic là bạn Cường cũng phải ra luôn. Đấy, thì mọi người có suy nghĩ không? Có liên tưởng tới cái vấn đề gì không?
Cường mới có hơn 2 năm rồi khỏi cái ekip cũ và mới có im im, tức là mới ổn ổn, mới ra được một những cái MV, một cái MV lớn đầu tay á, và những cái sản phẩm âm nhạc ở trên kênh YouTube, và mới có được những cái show diễn mà cái đối tác chiến lược là bên May Sài Gòn. À, rồi ở máy Zing Show, rồi phòng trà Bến Thành, và mới đây nữa Tết tới giờ là được show Trống Đồng. Ấy thì mới vừa ổn ổn rồi còn phải lo học hành nữa, mà mọi người để chuyện nó ra tới cơ quan pháp luật thì mọi người thấy là nó ảnh hưởng tới Cường cỡ nào. Không biết là bạn thầy giáo tự xưng bạn nói là bạn bạn cũng có một cái group gọi là yêu thương bảo vệ Hồ Văn Cường, nhưng không biết thật sự bạn ấy yêu thương mức độ nào, yêu thương cỡ nào, hay là vì cái sự cảm tính cá nhân của bạn ấy, cái tôi cá nhân của bạn ấy quá lớn, bạn ấy cứ khơi gọi cái chuyện cái mic này, thành ra bạn ấy có nghĩ tới cái chuyện xa xôi là nó sẽ ảnh hưởng tới bạn ca sĩ này hay không? Cả nhà có đặt ra cái vấn đề là khi mà cái chị bên Nhật chỉ đưa ra tới cơ quan, bởi vì là đã vu khống chỉ khuất tất trong cái chuyện tiền bạc mua cái mic này rồi, thành ra là bắt buộc chị phải phải chứng minh, chị phải chứng minh để làm trong sạch thanh danh của chị chứ. Mà một khi chứng minh làm trong sạch thanh danh của chị ra tới cơ quan pháp luật, buộc người ta phải mời hết tất cả những người có liên quan. Cái người cho và người nhận, cái người cho và người nhận đều phải ra, và cái người vu khống đặt điều cũng phải ra luôn. Thì mọi người thấy là ảnh hưởng tới Cường cỡ nào, mọi người có lường được cái hậu quả đó chưa? Mọi người có suy nghĩ là sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nó, là thể diện thanh danh của bạn Cường chưa? Xuân Mỹ thì đang thấy là nguy cơ, rồi ảnh hưởng, rồi ồn ào nữa. Mọi người nghĩ là anti-fan có để yên cho Cường trong chuyện này hay không? Như vậy tại sao mình là người mình nói là mình yêu thương Cường mà mình để cái câu chuyện đến nước này, trong khi thật sự bản thân mình không phải là người khờ, bản thân mình là hiểu rõ cái câu chuyện, và bản thân mình là biết chắc là người ta đã rõ ràng trong cái chuyện mà công khai tài chính liên quan đến cái chuyện mua bán này, mà người ta chỉ là người đứng ra người ta mua giùm, người ta không phải là người kinh doanh đồ điện tử, mà người ta chỉ là người đại diện cho nhóm mà người ta được cử, được nhóm đề cử giữ cái khoản tiền đó. Mà Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà, ở đây là Xuân Mỹ thấy là nguy cơ gì tới bạn Cường nha, nguy cơ ảnh hưởng tới tới tai tiếng uy tín của bạn Cường, chứ không phải là Xuân Mỹ theo cái chị đó hay binh vực gì chị đó nha. Cái chị đó mà có sai phạm hay khuất tất tiền thì chị đó sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật, hoặc là chị đó sẽ chịu trách nhiệm trước cái nhóm mà quyên góp, trước những cái người mà quyên góp tiền, chung tay quyên góp tiền và giao cho chị ấy giữ ấy. Thì thành ra là Xuân Mỹ nói ở đây là Xuân Mỹ thấy là chuyện đã đến đỉnh điểm, và cái người mà ảnh hưởng là cái người này, cái cậu thanh niên này, nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của cậu ấy, bởi vì cậu ấy là người nhận cái món quà đó. Mà khi người ta nói là khi người ta trao món quà là người ta không cần biết là bạn ấy có xài hay không, bạn ấy là người ta chỉ xem như đây là một cái món quà lưu niệm mà của fan yêu thương dành tặng cho idol. Thì mình là cái người khách quan, mình là người đứng bên ngoài, mình không có là phải là người quyên góp, mình không có nằm trong cái câu chuyện này, thì tại sao mà mình đem cái câu chuyện này, trong khi cái việc này nó đã kết thúc cuối năm 2023 rồi, bây giờ là tháng 4, là coi như là qua quý 2 của năm 2024 mình vẫn đem ra mình nói. Theo suy nghĩ của Xuân Mỹ nha cả nhà, chuyện nào là ra chuyện đó. Chuyện bạn bạn thầy giáo tự xưng live stream không tuân thủ theo nguyên tắc của FC đưa ra là bạn ấy sai. Bạn ấy có live stream trong cái buổi sinh nhật 16 tháng 3, và cho tới giờ cái live stream đó vẫn còn trên kênh của bạn ấy, là bạn ấy sai. Dù bạn ấy nói là bạn ấy, dù bạn ấy có nói lý do như thế nào, nhưng mà bên các bạn FC của fan club, các bạn admin của fan club đã thông báo là fan club có thuê live stream bữa 16 tháng 3 tổ chức sinh nhật cho Cường, đề nghị các YouTuber không live stream để tập trung về kênh của fan club và tập trung về trang fanpage của Cường. Thì chúng ta phải tuân thủ ha. Bạn đó không thể nói là bạn ấy không biết được, bởi vì là bạn ấy là cái người làm truyền thông. Tất cả những thông tin, không chỉ trong fan club mà thông tin báo chí, thông tin ở các trang fanpage
kể cả của đối thủ luôn, của các anti fan bạn ấy còn biết, thì không có lý do gì bạn ấy nói bạn ấy không biết thông tin của fan club, cho nên là bạn ấy ra, bạn ấy không tắt like vào lúc đó, bạn ấy vẫn like cái tiệc chính của sinh nhật lúc mà Cường thổi nến, tức là bạn ấy đã sai rồi quý vị. Khi bạn ấy sai, người ta nói bạn ấy sai thì phải mình phải chấp nhận. Còn cái chuyện cái mic thì là người ta đã hoàn thành cái chuyện mua mic và người ta đã hoàn thành cái việc sao kê tài chính đối với những cái người đóng góp rồi. Và cái người nhân vật chính nhận và người nhân vật chính đã xài cái mic đó rồi. Xuân Mỹ cũng đã có thông tin trên này rồi. Những tưởng là câu chuyện nó dừng lại đó nhưng mà hôm qua lại được khơi lại. Và hôm nay đỉnh điểm cái live stream trưa nay là cái chị bên Nhật, chị rất là giận dữ bởi vì nó liên quan tới danh dự và nhân phẩm của người ta nữa. Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà, tội trộm cắp mà bị truy tố hình sự đó, luật hình sự tội trộm cắp đó nha, tang vật trộm cắp có giá trị 2 triệu là bị truy tố rồi. Còn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì tiền là 4 triệu. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà tiền là 4 triệu. Huống hồ gì cái này nó liên quan tới vài chục triệu, trăm triệu ha cả nhà. Cho nên là mình không thể nào nói mà vu vơ, nói qua nói lại trên mạng rồi thôi nha. Xuân Mỹ đã có nói nhiều lần là mạng là ảo nhưng luật là thật. Thành ra là mọi người khi phát ngôn phải cẩn trọng. Chúng ta có giận hờn, chúng ta có lẫy thì chúng ta nói vài câu vu vơ. Ví dụ như chúng ta gọi biệt danh người này là 12 con giáp, một trong những 12 con giáp, thì chúng ta còn có thể là di du, chúng ta xí xó. Nhưng khi chúng ta nói tới cái chuyện tiền nông khuất tất, xài dùm hay là ăn chặn gì đó thì chúng ta phải cẩn thận ha, chúng ta phải cẩn thận. Cái câu chuyện này khi chúng ta đề cập tới cái mic nè, chúng ta đề cập tới cái chuyện tiền góp nè, là nó liên quan tới nhân vật Hồ Văn Cường. Mà Xuân Mỹ nói ở đây là Xuân Mỹ muốn bảo vệ cái uy tín và danh dự, cái tiếng tăm cho Cường. Cho nên là Xuân Mỹ đề nghị các bạn trong quản trị viên, những anh chị đã có theo, đã có từng gặp gỡ bạn YouTuber, bạn thầy giáo tự xưng, hãy khuyên bạn ấy một lời khuyên là dừng lại cái chuyện khơi lại chuyện cái mic. Bởi vì cái chị đó, chị không phải đùa, chị đó là chị ở Nhật nhưng mà chị vẫn về Việt Nam, chị vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam, là chị có thể nhờ luật pháp Việt Nam can thiệp nha mọi người. Cái này không phải chuyện đùa nữa mà Xuân Mỹ nói một cách nghiêm túc và dựa trên tinh thần là vì Cường nha. Xuân Mỹ ở đây không có nói vì ai hết mà vì Cường. Thẳng thắn một điều, ai nói thương yêu Cường thì phải vì Cường. Và Xuân Mỹ rất mong mọi người thân thiết, ở đây Xuân Mỹ xin nói thẳng luôn là những người thân thiết với bạn thầy giáo tự xưng ở trên Sài Gòn, trong đó có một vài fan cứng cũng đã từng đi ăn đi uống với bạn thầy giáo tự xưng, hãy khuyên bạn ấy dừng lại, đừng có nhắc tới chuyện cái mic hoặc là như thế nào đó. Bởi vì là cái chị bên Nhật là chị nói là từ đây đến cuối tháng 4, chị kêu bạn thầy giáo tự xưng có một cái hẹn, có một cái hẹn để chị ra cơ quan pháp luật. Cái này chị không có đùa đâu mọi người. Xuân Mỹ hiểu cái câu chuyện khi mà nó đã chạm đến đỉnh điểm danh dự và nhân phẩm con người ta, và người ta phải bảo vệ cả nhà. Không ai mà bỏ đi cái lòng tự trọng, cái nhân phẩm của mình để bị người ta vu khống xúc phạm đâu. Mà Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà, chúng ta có một cái bài học nhãn tiền. Vừa mới xử phúc thẩm xong là vụ của bà Hằng. Vụ của bà Hằng, bà Hằng ban đầu nói những cái điều rất là tốt nhưng sau đó đi quá đà, đi sai, cho nên là đâm ra có cái video là lên vu khống xúc phạm danh dự của 10 cá nhân. Thành ra là người ta đồng loạt có đơn tố cáo và bà Hằng bị truy tố về cái tội luật hình sự đó cả nhà, theo điều 331. Thành ra là chúng ta hãy cẩn thận ha. Xuân Mỹ nói ở đây là một cách nghiêm túc và rất là chân thành. Lời khuyên, nếu như bạn thầy giáo tự xưng, bạn thật sự bạn nói là bạn vì Cường thì bạn phải dừng lại cái câu chuyện này. Và bạn, những cái gì bạn làm cho Cường không ai phủ nhận, những cái gì tốt bạn làm cho Cường không ai phủ nhận. Xuân Mỹ cũng chưa bao giờ nói là bạn không có làm gì tốt cho Cường, mà Xuân Mỹ chỉ kêu muốn khuyên bạn một điều chân thành rằng hãy dùng cái tài năng của mình làm những cái việc tốt cho Cường. Đừng có là suy diễn, quy chụp, vu khống người khác nếu mình không có chứng cứ. Khi nào bạn có chắc chắn có chứng cứ rằng cái chị bên Nhật chỉ khuất lấp trong cái chuyện tiền quyên góp và mua mic này, bạn trưng ra.
bạn trưng ra thì bạn đủ cơ sở để bạn nói, còn nếu như bạn không đủ cơ sở thì nên dừng lại. Bởi vì hôm nay đỉnh điểm là Xuân Mỹ thấy sẽ ảnh hưởng tới bạn này, bởi vì một khi ra cơ quan pháp luật thì bên cho và bên nhận đều phải ra hết cả nhà, đều phải ra làm việc với cơ quan pháp luật hết. Còn nó kết quả xử lý tới đâu thì chúng ta chưa biết, nhưng mà một khi cái người mà bị vu khống đó, người ta gửi đơn ra cơ quan pháp luật thì bắt buộc cơ quan pháp luật phải mời lên làm việc hết, và chắc chắn sẽ mời tới Cường. Thì mọi người nghĩ đi, cậu ấy mới vừa yên ổn chút xíu hả, mà trong nội bộ lại đi khơi mào như vậy, mà chính là cái người nói là yêu thương bảo vệ cậu ấy nhưng lại đi dùng những cái lời lẽ vu khống quy chụp như vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng tới chính cậu ấy là Cường ha. Xuân Mỹ nói ở đây là vì Cường, chứ Xuân Mỹ không có vì bạn nào hết trơn. Ngay từ đầu Xuân Mỹ đã nói rồi, Xuân Mỹ đi theo cái dòng sự kiện của Cường, câu chuyện của Cường, Xuân Mỹ cũng chấp nhận bị người ta xỉa xói. Cũng có cái bạn YouTuber thầy giáo tự xưng đó là dùng Xuân Mỹ rất là nhiều, quy chụp suy diễn bịa đặt Xuân Mỹ rất nhiều, nhưng Xuân Mỹ bỏ qua. Nhưng lần này nó ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của người ta, cho nên người ta buộc lòng người ta đề nghị đưa ra pháp luật. Thì Xuân Mỹ thấy là cái này nó đi đến đỉnh điểm liên quan tới Cường, cho nên buộc lòng Xuân Mỹ phải lên tiếng câu chuyện này. Rất mong mọi người ai ở trên Sài Gòn thân thiết với bạn ấy, mà Xuân Mỹ thấy có một số người ở trong FC cũng đã gặp gỡ bạn ấy, thì nên khuyên bạn ấy dừng lại đi, đừng để ra pháp luật. Ra pháp luật thì Cường sẽ bắt buộc phải xuất hiện. Chúng ta yêu thương Cường thì chúng ta phải nghĩ tới Cường trước. Và Xuân Mỹ hỏi bạn, nếu bạn xưng bạn yêu thương Cường, bạn có nghĩ tới Cường khi bạn mở miệng lên trên live bạn nói người ta khuất tất trong cái chuyện tiền nong hay không? Còn nếu mình nói qua, mình nói là câu chuyện này chỉ trên mạng nói qua nói lại thì bạn dùng những cái từ danh xưng 12 con giáp bạn gán cho người ta, và bạn ghép hình con vật vô mặt người ta là quá đủ rồi, là quá đáng lắm rồi, chứ đừng nói bây giờ bạn nói người ta xài dùm tiền hay là khuất lấp trong cái chuyện mua mic này thì bạn còn quá đáng hơn. Thành ra là đừng có để câu chuyện quá xa ha. Rồi Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà trong câu chuyện này là như vậy, và Xuân Mỹ rất mong mọi người, những ai mà thật sự thương yêu Cường thì hãy dùng những cái lời lẽ thật tình khuyên răn đi. Cậu bé này mới có bước qua sóng gió một chút xíu thôi, chưa có yên ổn đâu cả nhà. Thật sự là cậu này chưa có yên ổn, cậu này còn rất là nhiều lo toan trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta không có để yên thì làm sao mà cậu ấy bình tâm tin tưởng vào chúng ta, đặt niềm tin vào fan được, đúng không cả nhà? Cho nên video này Xuân Mỹ muốn nhắc lại, cái mic là cái mic không có vô tác dụng, cái mic đang được Cường để ở phòng tập của mình tập vợt. Còn những cái gì liên quan tới chứng từ thì cái chị bên Nhật chỉ làm rõ. Còn nếu như mà nói sai về chỉ đưa ra pháp luật là sẽ ảnh hưởng tới Cường. Xuân Mỹ nói là vì Cường ở đây ha, Xuân Mỹ không vì ai hết, xin nhắc lại một lần nữa như vậy. Và rồi đó là video mà Xuân Mỹ muốn chia sẻ đến quý khán giả chiều hôm nay. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin cảm ơn quý khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Xuân Mỹ dựa trên tinh thần là vì Cường mới chia sẻ tất cả những nội dung quan điểm của mình. Còn ai cùng quan điểm cùng suy nghĩ với Cường, với Xuân Mỹ thì ủng hộ Xuân Mỹ. Ai không cùng quan điểm không sao hết, nhưng mà dựa trên tinh thần là vì Cường hé mọi người. Rồi chúng ta tiếp tục ủng hộ kênh Hồ Văn Cường Official để nghe bài Cung Đàn Thương Nhớ để đẩy nó lên top 3 ha. Rồi giờ mình trở lại thử đây, mình vô thử xem cái nó view nó tăng hồi nãy là đây 460.000 rồi đây đó, nói chuyện chút xíu lên 460.000 rồi đó, top 4 ha. Rồi rất mong cả nhà hãy ủng hộ Cường và tiếp tục đẩy view bài này lên ha. Xin chúc cả nhà có buổi chiều ngon miệng mát bên gia đình người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Ngày mai nắng vẫn còn.